Theo một nghiên cứu vừa được Liên Hợp Quốc công bố, tầng ozone đang có dấu hiệu phục hồi sau hàng thập niên bị công phá. Đây được xem là một tin tức tốt lành về tầng ozone, lá chắn bảo vệ trái đất trước sự tấn công của tia tử ngoại. Trong báo cáo nghiên cứu của mình, thì Tổ chức Khí tượng Thế giới và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho biết lỗ thủng tầng ozone xuất hiện ở Nam Cực đã ngừng phát triển rộng hơn qua mỗi năm và bắt đầu thu hẹp trong vòng một thập kỷ gần đây. Lỗ thủng ozone lớn nhất được ghi nhận là khoảng 30 triệu km vuông vào năm 2006. Đến nay thì lỗ thủng này đã giảm xuống khoảng 20 triệu km vuông. Kích thước của lỗ thủng thay đổi từ năm này sang năm khác, một phần do nhiệt độ trong bầu không khí. Dự kiến thì tầng ozone sẽ phục hồi lại thời điểm năm 1980 vào giữa thế kỷ này. Tuy nhiên thì Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa lên tiếng cảnh báo khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã đạt đến mức kỷ lục và điều này có thể đẩy lùi những nỗ lực vừa đạt được nếu thế giới không có biện pháp đối phó kịp thời.